Thưa quý vị và các bạn, điểm trường mầm non bản Nậm Mược hiện đang nằm trong khuôn viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Yên. Diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất đã bắt đầu xuống cấp. Số lượng học sinh đông nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Điểm trường mầm non Nậm Mược được xây dựng theo chương trình phổ cập cho trẻ 5 tuổi nên quy mô chỉ có một phòng học, một phòng chờ giáo viên và một gian bếp. Do trường chính ở xa trung tâm xã nên điểm trường này tập trung rất nhiều con em trong bản đến học với 61 trẻ. Từ nhu cầu thực tế đó, nhà trường đã phải tận dụng phòng chờ để thực hiện đón trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Ngoài khó khăn là cơ sở vật chất chật hẹp thì điểm trường đã có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng. Sân chơi bãi tập cho trẻ cũng hết sức hạn chế. Các giáo viên phải tận dụng mọi không gian để bố trí đồ dùng đồ chơi cho trẻ. Trường lớp học thì cũng đã bị xuống cấp, có tường bị nứt và trần nhà thì cũng bị sệ xuống. Cũng rất là mong là có được chuyển đến một điểm trường mới, cũng có mong là có hai lớp học tương đối với số lượng học sinh. Cơ sở thì nó cũng khang trang hơn để cho các em thuận tiện cho các bạn học sinh hơn. Với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Yên cũng trong tình trạng tương tự. Hiện nhà trường có 15 lớp học, 356 học sinh, trong đó có 155 học sinh ở bán trú. Vì những lý do trên nên nhà trường mới bố trí đủ phòng học, phòng ở bán trú cho học sinh ở mức tối thiểu. Đặc biệt do thiên tai nên thời gian gần đây đã gây sạt lở ta luy, sạt lở kè bảo vệ các công trình phụ nhà bán trú nên khuôn viên của trường đã hẹp lại càng hẹp hơn. Thế thì bây giờ rất là cần, thứ nhất là phải kè được cái ngoài bờ suối để rộng, mở rộng diện tích ra và kè luôn cái bờ kè ở bên mé bên này để cho diện tích nó được và đảm bảo được cho tất cả các dãy nhà ở bên trên này để khỏi chống sụt lún. Trước tình hình trên, chính quyền xã Vĩnh Yên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành khảo sát thực tế và xây dựng kế hoạch đề ra lộ trình đầu tư. Để đảm bảo điều kiện dạy học cho con em trong bản, xã đã vận động bà con nhân dân hiến đất, ủng hộ ngày công, nguyên vật liệu để xây dựng điểm trường mầm non. Chúng tôi cũng đã là vận động tuyên truyền người dân đã hiến đất, đóng góp công, góp sức, góp của để cùng với chính quyền địa phương để thực hiện. Nhưng mà từ đó thì chúng tôi cũng không thể đáp ứng đủ được vì điều kiện ở địa phương chúng tôi cũng rất là khó khăn. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là các doanh nghiệp, các hộ có điều kiện để giúp chính quyền địa phương để xây dựng cái điểm trường này chuyển về vị trí mới được đảm bảo cho các cháu học sinh được đến cái chỗ mới được học tập được tốt hơn. Cùng với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, rất cần sự chung tay vào cuộc của các tập thể cá nhân, các doanh nghiệp và các mạnh thường quân để hỗ trợ đầu tư xây dựng trường học ở Vĩnh Yên, giúp con em nơi đây có điều kiện học tập tốt hơn.